Xin chào khán giả kênh Hương Dừa. Hồi nãy Hương Dừa đang chia bánh trung thu, Hương Dừa thấy có ông chú cũng chạy ngang không bán vé số mà trời mưa. Phải mượn đó, phải mượn người ta tiền đó, không mất rồi bán hết rồi mới tối trả lời rồi mai sáng bắt tiếp. Đi vô nhà đứng nè. Chỗ này con mua cho. Độc quá. Nãy giờ thấy chú chạy ngang mà chạy kêu không kịp. Còn nhiều không chú? Còn hết, còn còn ở đây. Dạ. Vậy chú bán nhiêu tờ mà còn nhiêu đây vậy? Thì mượn người ta kiểu bạc. À. Thì bán 100 tờ vừa hết rồi bán 100 nữa. À rồi lấy nữa chú. Chú là bán xưa giờ hay sao chú? Dạ, ở đây nè. Ừ. Trời. Đó là đi lùm bịch luôn bà già. Bà già hả chú? Bà già, tôi nuôi bà già, tôi lùm bịch, tôi nuôi bà già. Vô đây nè chú để lạnh, chú ngồi đây đi. Vô đây con mua cho. Đấy, chú ngồi đi. Thấy chú đi ngang chạy xẹt ngang qua. Phương vừa vừa đang khu bánh trung thu, Phương vừa ngó ra thấy chú quay qua cũng tiêu. Thì chú chạy lại thì hình như là chú bán không được. Dạ. Bề ngoài thì khác nhưng bề trong nó khác. Bề trong sao chú? Hành xác 30 năm rồi. Hành xác sao chú? Uống nước xếp cơm bếch ba phát rừng mặc dù rất nghĩ một cái vợ con. Nhưng vợ con hả chú? Mô Phật năm nay 64 tuổi. 64 tuổi rồi. Đó anh cái ghế thì Giang cho chú cục thu đi, cho chú cục thu đi, nói chuyện chú ơi. Cho chú không có vợ con. Em mô Phật chú làm được. Hả? Chú làm được. Nhà chú ở đâu? Ở nhà mướn. Dạ, giờ má chú còn không? Chết rồi. Chú ở mình hả? Anh em mà bán nhà kia đâu có đủ cho đâu mà được. Dạ. Ừ, con mua cái số vậy con quay có sao chú có sao không? Được sao? À, để mốt cho ai mua cái số thằng chú thôi có sao đâu. Ha. Rồi ngày chú bán được 100 tờ hả? Bán hết rồi, hết rồi còn tiền. Mướn nhà. Mướn nhà đâu chú? Này nóng rồi chú. Mướn nhà ở mấy sông nè. Dạ. Ngày 40. Dạ. Ngày 40 ngàn hả chú? Dạ một tháng 1 triệu mấy ha. Rồi cơm nước sao chú? Có kia ta cho ăn, quần áo ta cho mặc. Rồi không có tắm cho thì sao? Đóng. Mua nắng. Có lúc mua có lúc nắng mà. Muốn kiếm tiền mới có mần vốn cũng không được. Dạ. Tiền đâu mần vốn vậy? Chứ chú mần gì? Không phải bán này là tôi mượn sao mà. À. Mượn ai chú? Mượn cho biết rồi. Ta thấy ta một phần nghiệp cho. Dạ. Ở đây từ nhỏ lớn. Dạ. Nhờ cũng may mình còn sức khỏe đi bán số cũng được ha, cũng mừng hả chú. Nhưng lộn. Mà đều 3 tấn dòm của khác. Dòm sao chú? 3 tấn á, nhiều khi rất là con quần. À. Nhưng mô Phật trong chùa. Kêu vung khùng hả? Nhưng mà đều trong chùa chủ kỳ phải quỳ xuống. Bốn đời sư. Dạ. Bốn đời sư. Bốn đời sư hả chú? Chú có bốn sư phụ à? Bốn đời sư rồi. Ôi chú đeo cái chuỗi bự quá ha. Cái này là của bên Di Lạc. Dạ. Năm ông chủ kỳ tại cầu Phật Thè không hết đeo. Giờ trong nó là quay tất cả bịch ọc máu bò luôn. Dạ. Anh có nói. Dạ. Tôi gỡ buồn hả? Thầy không mất. Tôi gỡ thầy mùa thầy nhảy. Dạ. Tôi để... chết luôn á. Dạ thôi để con mua vé số đi. Mấy cái chuyện tâm linh thì con cũng sợ lắm. Con mua cho chú hết ha. Năm nay anh tuổi con gì ạ? Dạ tôi chuột. Năm nay 5 tuổi. Dạ. Nhưng điều ông đã gánh nặng trong mấy năm rồi. Qua hết rồi. À con qua hết rồi. Năm nay tuy rằng là 5 tuổi nhưng mà được có người độ anh. Dạ. Đứng cái đằng sau lưng con tôi thấy luôn. Ai chú? Là một người trong gia đình đang đứng độ không? Là người đã mất hả chú? Ai ta con chỉ có ông nội mất với ông ngoại mất rồi. Đó là một người trong thân thuộc mất. Nhưng được ông nội con ông nội ông ngoại con là mất lâu rồi đó, con không biết luôn ông nội thì mất cũng 20 năm. Thì đó mà già rồi. Già rồi. Độ là phù hộ cho mình hả chú? Chứ sao? Để mình cho mình tai qua nạn khỏi. Tai qua nạn khỏi hết. Dạ. Không ai làm được.
Thôi con nghĩ chắc con cũng sống đàng hoàng thì chờ ông ba trời thương hả? À? Như tôi đó, tôi đi làm bịch cho tôi nuôi bà già. Dạ. Tôi nuôi bà già, tôi nuôi ông già, giờ tôi khỏi còn đi chùa. Dạ, à, thà mình nuôi ông già mình là làm chuyện đó là tốt nhất trên đời rồi. Trước khi đi chùa là anh phải lo hai bức tượng Phật nhà trước. Dạ. Ông già bà già mình lo rồi mình đi. Bỏ cha, bỏ mẹ đối chung chùa, ông có đông chứng. Dạ đúng rồi, bỏ cha, bỏ mẹ đi chùa ai chứng. Rồi anh em chú đông không? 4 người. Chú thứ mấy? Tôi thứ ba. Và là mấy người kia có gia đình hả chú? Có mình chú là không có gia đình à? Có cha đâu mẹ. À. Nhưng mà nhìn cái chân mày của chú cũng có hậu á, chân mày tu. Tu bên Nam Mông mà. Dạ. Tu thịt đau tôi múa luôn á. Dạ. Tu bên Nam Mông mà. Bên đâu chú? Tu bên Nam Mông. Nam Mông hả? Tôi chụp đau tôi múa luôn á. Chụp đau múa luôn hả? Dạ. Cái kỳ đi vô trong chùa này á. Dạ. Năm sáu bảy tám tính chín thì cái anh á, tôi muốn kiếm tiền á, tôi bán số, tôi làm vốn bán. 23 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 tờ là 250 giờ, 250 ha. Về vậy tại vì con có một người chị á, chỉ gửi con ít tiền để kêu con mua một tờ giấy số mà 500 ngàn, con sẽ lấy 500 ngàn để con mua cho chú một tờ, còn như đây thì con mua sẽ mua hết bằng tiền của con ha, coi như giúp chú. Cái này này không phải là chú tới chú năn nỉ mình, nhưng mà con bác nãy chú chạy ngang qua mà chú còn không chạy vô mời mình á, nên con vừa thấy vậy coi nãy chú chạy lại chú bán trời mưa mà mua tầm tã chú bán không được, con vừa mới kêu chú Hải bảo vệ kêu chú dừng lại để con vừa mua giùm đó. Mình thì mình thà nó vậy nó thoải mái cho mình hơn, mình muốn thấy mình thấy thương mình mua mình giúp, chứ còn còn nhiều khi lợi này này năn nỉ mình cũng ngán lắm. Dạ. Kinh vốn bác. Dạ. Cái này là con lấy một tờ ha. Dạ. Này 500 ngàn ha. Dạ. Còn cái này là còn lại 24 tờ là 240 à. Thôi mà thôi con gửi chú luôn. Coi như con gửi chú luôn. Thôi coi như là trời mưa, nhiều khi mình tưởng là bán giấy số bị ế rồi, coi như chiều nay coi như là xui xẻo rồi, chiều nay tỷ nghĩ là coi như là bán giấy số ế rồi không có tiền trả này kia, nhưng mà tự nhiên nó biết đâu may mắn nó mà con bác như nó hên. Đó, may mắn. Ê, con cảm ơn anh. Dạ, còn nhiều khi con mua này, nhiều khi chiều con trúng số làm sao? Dạ. Nhiều khi đang bán giá bán không, bán sầu riêng không có, nhưng mà nhiều khi chiều trúng số làm sao? Dạ. Cảm ơn. Dạ. Ở cầu số 3 ngập quá. Dạ. Cầu số 3. Cầu số 3 sao chú? Ngập quá. Ngập quá hả? Chú đi bộ chú mua không bán không hả? Dạ. Chạy bộ vòng vòng vậy hả? Tới đây. Con cho chú cái áo dễ thương nè, mốt bà con cô bác thấy chú mặc cái áo này, nhiều khi thấy có thương vừa tặng cái áo á, cái nhiều khi bà con cô bác mua giấy số giùm chú. Dạ. Trang ơi, cái bịch áo anh con, bịch áo anh còn không? Cho tặng chú cái áo đi, cho dễ thương. Người ta cho áo tôi, người ta cho đồ tôi mặc không. Dạ. Này cái áo của con áo dễ thương, nó mặc nó sẽ trẻ trung, nhiều khi chú mốt chú mặc cái áo này cái người ta biết ông chú này là bữa ghé thương chỗ cửa hàng Khương Dừa nè, Khương Dừa mua giấy số giùm nè, rồi người ta mua giùm chú, có nghĩa là mình không biết cuộc sống của chú làm sao, nhưng mà tại mình thấy cảnh trời mưa vậy mà chú chạy qua chạy lại bán giấy số thấy thương quá. Dạ, con áo xin mời với xin lờ, con nghĩ chắc chú vẫn chú mặc áo nào. Dạ. Thôi lấy hai cái luôn đi ha, nó hơi rộng xíu mà không sao. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Đi lấy chú hai ký cam đi con. Cha gỡ chú hai ký cam về uống giải cảm, đi trời mưa nhiều khi cảm sao. Dạ, cảm ơn. Cái gì cũng vậy, cái gì nó tự nhiên, nó có duyên thì mình thở thoải mái lắm mà cô bác. Mình không có ngại gì hết trơn. Còn nhiều khi cái gì nó bị động quá, nhiều khi mình cũng ngại. Hồi của họ á, anh con nó bắt được, con bắt được bắt 2 lần. Dạ? Con bắt được bắt 2 lần. Bán trúng độc đắc hả? Trời đất ơi. Vậy chiều nay lỡ con trúng độc đắc làm sao? Nè, thí dụ mà trúng độc đắc, tiền bạc cho hay không tôi không tính. Dạ. Nhưng anh phải mướn cho tôi một cái chiếc xe 40 chỗ ngồi. Chi chú?
đi qua Châu Đốc cúng mẹ cúng bà rồi đi phải đi qua núi ông Cấm lên lại sư phụ tôi. À thăm sư phụ chú còn không đây nè, ông là ông Di Lặc á. Ông Phật Di Lặc á, ông sư phụ là ông bộ của ông. Dạ sư phụ tôi là ông Di Lặc. Ông Di Lặc luôn hả? Dạ nhìn chú, nhìn bà con cô bác nhìn cái mắt chú cũng có ấy bộ luôn, cũng căng, cũng 11 thì em đọc kinh rồi. Vậy chưa giờ chú làm công việc gì? Hồi đó là đi lượm bịch bữa cũ. Vậy hồi nhỏ thanh niên luôn, là hồi thanh niên là lượm bịch bữa cũ luôn, nuôi bà già. Rồi bà già chú mất lâu chưa? Lâu rồi, bây giờ phải đi bán số mà. Bao nhiêu năm rồi chú? Ba bốn chục năm rồi. Dạ năm nay là 64 tuổi. Dạ rồi mốt chú già ai nuôi? Có còn mỹ. Thôi giờ rồi chú tranh thủ còn lúc còn khỏe nè, chú gắng chú làm chú dành dụm, mốt rồi có tiền rồi còn thân chứ biết sao giờ. Giờ nhiều người cũng khổ quá bà con bác, chú vừa thì không thể giúp được hết. Thì lâu lâu thì bây giờ có duyên thấy chú đi ngang vậy trời mưa kêu chú vô mua dùm vé số. Bây giờ là cũng là 3:30 rồi. Dạ này xíu nữa hơn nửa tiếng nữa là sổ rồi. Giờ chú đi về hả? Dạ. Chú đi xa không? Không xa. Dạ. Rồi hàng ngày đồ cơm nước rồi ai cho chú sinh ở đâu? Ai cho đâu ăn đó. Dạ. Ô. Chú chị Giang lấy anh một hộp bánh trung thu đi. Cho chú hộp bánh trung thu, chắc xưa giờ chắc chú chưa bao giờ ăn bánh trung thu. À Khương vừa mua 30 hộp để Khương vừa gửi cho các đối tác á. Mà mình thì cũng thật sự chia sẻ nhiều khi hồi bữa hổm có một cái cô kia ở dưới Sóc Trăng lên. Dạ. Cái này là bánh trung thu nha chú. Dạ, cái này dạ. Có 4 cái, chú ăn mặn được không? Được. Dạ trong đây có 4 cái, chú về chú ăn từ từ ha. Dạ. Ngày chú cắt 1 cái chú ăn thôi, chú đừng cắt lần nhiều quá nó hư á. Bỏ vô chung luôn ha. Mà nếu mà tôi mà gỡ, tôi làm không ra là cả dịch chết. Anh biết cái cổ nó bị gì không? Bị gì con chú? Trong bụng nó yếu. Bụng yếu à? Yếu. À. Bị thầy chơi. Dạ. Bằng mấy con sâu. Dạ. Tôi lấy ra bằng 9 cây nhang với 1 ly rượu. Dạ. Tôi lỡ dụng trộm là cãi cho ninh linh. Dạ. Mình á thì thấy hoạn nạn là mình phải cứu. Dạ. Chú cất tiền nha. Dạ. Dạ. Cất tiền cẩn thận nha chú. Dạ cảm ơn. Để chú đi về ha. Dạ. Cho xin lại cái này nha chú. Dạ dạ dạ. Dạ rồi. Dạ cảm ơn. Dạ cho chú mua, chú tạnh mua chú. Chú tạnh mua mà. Chú về luôn hả? Dạ về luôn. Vậy chú chùm máu mưa lên. Phải tạnh mưa chú về. Phải về đặng có công việc nữa. Dạ. Chào chú ha. Dạ cảm ơn. Dạ. Trời ơi. Xách hai quai chú. Mình thì không biết ổng như thế nào, không biết cái gia cảnh của ổng làm sao. Nhưng mà tại mình đi, mình ngồi mình thấy trời mưa mà chạy đi bán số. Để bởi vậy, cuộc sống mà lúc mình còn trẻ mình gắng cố gắng. Nhiều khi già rồi không có sức khỏe mà cũng phải đi làm nó cực lắm. Nên giờ Khương vừa phải cố gắng vừa làm. Làm cái gì được mình làm, còn trẻ mình có nhiều cơ hội á. Mình phải ra cố gắng mình làm. Rồi mình giúp được ai giúp. Giống như chú vậy, nhiều khi mình cũng đâu biết rõ chú làm sao đâu. Mình đâu biết cuộc sống chú làm sao đâu, nhiều khi mà nói xua đuổi mình không biết, nhiều khi chú thấy khổ khổ gì mà nhờ chú giàu hơn sao đó, ví dụ vậy. Hoặc là sao đó mình cũng không rõ. Nhưng mà đã khi mình đã thấy hình ảnh gì mình thấy thương mình giúp. Dạ. Mà khi mình giúp như vậy thì mình cũng không có giúp gì được nhiều. Đó nhưng mà mình cảm thấy rất là thoải mái, người mình rất là thoải mái. Còn đây là cái việc mình làm nó chủ động, nó thiện nguyện mà là tự nguyện á. Còn những cái việc mà nhiều khi mình đi giúp mà mình bị động quá, rồi có nhiều người tới rồi xin này kia đó, mình
cảm thấy giống mình vô bị vô cái thế phải làm á, nên mình hơi khó chịu một xíu. Dạ rồi, cảm ơn ông bà cô chú rất nhiều nha, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Biết đâu chiều Phương vừa rồi gọi số Phương vừa trúng, sau Phương vừa sẽ giúp chú cười rất nhiều người nữa. Dạ hẹn gặp lại bà cô chú trong một cái xe, bye bye mọi người.